đó chính là khu vực đèo Rù Rì, con đèo mà đã từng có rất nhiều những câu chuyện tâm linh và những tai nạn đau lòng. Hiện tại bây giờ á là cả hai chân đèo đều là bãi tha ma. Và một cái điều rất là không biết gọi đây là gì luôn nữa. Đây cả nhà, đây là ngựa Thanh ơi. Ngựa mấy những rất là nhiều luôn. Đây mọi người quay qua đây cho mọi người xem nữa nè. Ở đây nè. Nhưng mà ở nơi đây bà con thờ ngựa là thờ về cái gì hả? Ngựa lẽ dù cái con của mình chết đồ đó là người ta thờ ngựa. Dù con dâm của mình á, dù mình cái con hư thai là mình mới thờ ngựa được. Nhân thấy tên á là cậu bé ngõ cụt. Ồ, của con nít thờ nó bị hư thai á, nó đem lên đây nè. Là thai nhi. Thai nhi. Có thể là do cái đoạn đèo này đã không còn được sử dụng nữa đó. Đúng rồi. Cho nên là nó đây thành như là một cái ngõ cụt và mọi người đặt là cậu bé ngõ cụt. Có lẽ cũng là bé thai nhi quá. Cũng thai nhi đó. Theo em thấy chắc khoảng tầm 300. 300 con ngựa. 300 hơn. Nhiều kinh khủng luôn á, lần đầu mà thấy một cái cảnh mà tượng ngựa nhiều như vậy á. Ông thần tài nữa nè. Mà ông thần tài sao còn cử động được nữa nè. Cái bữa táo đi về, bữa mùng 1 về thấy con trăng. Vì mày nói dài con phải bê thước, nó tới vô cầm chung như nè. Nó bò ngang đi ngoài nè. Xin chào cả nhà đã đến với video tiếp theo trên Nhân Chứng Channel. Mình là Nhân. Hôm nay thì Nhân có dịp đến với tỉnh Khánh Hòa để trao duyên cho một số ngôi chùa cũng như là nghĩa trang thai nhi, sự trợ duyên của Quý Mạnh Thường Quân. Thì chiều hôm nay trong một cái tiết trời rất là se lạnh như thế này thì Nhân có đi ngang một cái đoạn đèo mà nếu như không phải trong cái không khí lạnh như thế này thì cũng khiến cho người ta nổi da gà khi nghe tới. Đó chính là khu vực đèo Rù Rì, một cái con đèo mà đã từng có rất nhiều những câu chuyện tâm linh và những tai nạn đau lòng cũng như là những lời đồn thổi về những cái sự đáng sợ ở nơi này. Đây là Thanh, là một người bạn của Nhân ở quê là ở Khánh Hòa luôn. Khánh đúng không Thanh? Khánh Hòa, đúng rồi. Và Thanh cũng có những cái hiểu biết về những câu chuyện văn hóa lịch sử và những khu vực như thế này. Thì hiện tại mình đang đứng trên đèo Rù Rì. Ở phía này là đường quốc lộ hả Thanh? Phía đằng xa kia là đoạn đèo quốc lộ, là hiện nay là độc đạo từ Bắc đến Nam. Và cái đèo Rù Rì này thì hiện nay là đã bị bỏ hoang rồi, không còn sử dụng cho cái việc giao thông. Ngày xưa á, là huyết mạch chính giữa đi từ Nha Trang đi ra ngoài các tỉnh ngoài Bắc á, là phải đi ngang con đèo này. Và từ khi mà làm lại cái con đường mới rồi với lại thông thoáng cái quốc lộ 1A thì con đèo này chính thức đã bị bỏ hoang. Và bữa nay nó chặn cái đầu phía dưới rồi, nó không còn được sử dụng nữa. Như vậy là bây giờ là sẽ đi được cái tuyến đường mới này. Đúng rồi, đi từ cái tuyến đường phía xa kia, xe đang chạy là đi được tuyến đường mới là vì nó. Còn ngày xưa thì đi từ Nha Trang hả? Đi từ Nha Trang ra các tỉnh ngoài Bắc là phải đi ngang qua, bắt buộc phải đi đây qua con đường này. Độc đạo con đường duy nhất. Và đây là con đường đèo Rù Rì. Bây giờ anh em mình sẽ bước dài lên phía trên ha. Anh thấy nha, cái đoạn đèo này rất là dốc và khúc khuỷu nè, cây cối thì rậm rạp. Và có lẽ thì cũng vì cái lý do đó ha, vì lý do địa hình địa thế đó mà nơi đây đã từng xảy ra rất nhiều những cái tai nạn đau lòng. Mà theo như anh đã từng nghe đó là đỉnh điểm một năm là có đến 20 người chết. Và thậm chí là trong chưa đầy một tháng đã có đến 3 vụ tai nạn xảy ra. Đỉnh điểm là 20 người chết là vào năm 1983 thì phải. Đúng rồi. Như vậy thì nơi đây đã có rất nhiều những cái tai nạn đau lòng như vậy. Và mọi người cũng đã có theo dệt nên những cái câu chuyện tâm linh. Và mọi người cho rằng đó là có những cái tác động tâm linh nào đó mà khiến cho nơi đây đau thương như vậy, đúng không Thanh? Về khía cạnh địa lý thì mình có thể mình nhìn thấy con đèo này nó rất là cao, cao so với những con đèo khác. Và đi từ Bắc vào Nam á, thì đèo Rù Rì là cái ngọn đèo cuối cùng trên bản đồ Việt Nam. Nếu đi từ Bắc đi vô trong Nam á, thì con đèo này là đèo cuối cùng. Và nó cao, nếu mà nhìn mình thấy cái đoạn đường rất là nhỏ, mà xe cộ ngày xưa lưu thông thì rất là đông. Và tại vì độc đạo mà. Và có những chiếc xe tải, xe khách khi mà đi qua được đoạn đường này thì có những cái vấn đề nó mình không giải lý giải được. Và có những cái vụ tai nạn thương tâm
và cướp đi rất là nhiều mạng người. Và từ đó người dân nó có những cái câu chuyện đó, thiêu dệt nên hoặc là như thế nào đó, rồi một đồng 10, 10 đồng trăm lên đó. Thì nói chung cũng có một cái sự việc đó, cũng có, nhưng mà một cái thì một số thiêu dệt nên mình không có sự không có kiểm chứng được. Ví dụ như ngày xưa có một cái câu chuyện cũng khá nổi tiếng, nếu mà nhắc đến đoạn đèo này đó là, thì cái thời bắt đầu làm cái đèo này là người Pháp làm. Lúc mà họ thi công họ gặp phải rất nhiều vấn đề về quá trình thi công. Thứ nhất là cái đoạn đèo này nó cao á, đá trên lăn xuống khiến rất là nhiều công nhân bị thiệt mạng. Rồi có câu chuyện là mà cũng rất là nhiều người biết khi nhắc đến ngọn đèo này, đó là người Chăm khi mà quật lên thì họ thấy được 14 cái hũ tro cốt của người Chăm, mà trong đó là có một cái miếng da thuộc. Và mình không biết cái cụ thể là nội dung của miếng da đó là da gì, mà nhiều người nói rằng đây là một, giống như một cái bản đồ kho báu vậy đó. Và thực sự rằng là cái toán công nhân mà lấy được 14 cái hũ đó thì không biết là vì những cái lý do như thế nào mà bắt đầu họ một thời gian ngắn, và cái top công nhân đó lần lượt mất hết vì những lý do rất là đột tử như thế nào đó. Trong một thời gian rất ngắn mà những cái top công nhân nó chết hết thì chỉ còn một người duy nhất, và chính là người đó đang giữ cái miếng da thuộc trong 14 cái bộ hũ, những cái hũ tro cốt như vậy. Và thường người Chăm á, người ta để lại ở khi mà chết, người ta đào lên thấy những cái lọ thì thường trong đó có vàng bạc châu báu. Đối với những nhà giàu, những cái đồ tùy tán theo á, thì đó là những cái hũ vàng bạc, và kèm theo đó là những cái lời nguyền họ để lại trong đó. Và nếu mà gặp phải đào lên thì có người mở ra thì thấy vàng bạc, và có người mở ra sau một thời gian ngắn thì bị mất mạng đó. Thì đó là một cái câu chuyện về cái đèo này. Như vậy là cũng có những cái sự tích, và đây cũng là những câu chuyện truyền miệng đúng không? Đúng rồi, có những câu chuyện truyền miệng, và một số sách vở cũng có ghi lại những câu chuyện này. Và nếu mà mình làm vấn đề tâm linh mà mình tin thì mình tin, còn không tin thì đó cũng như một cái câu chuyện như cổ tích vậy hả? Như vậy là nơi đây thì không chỉ là có những cái vấn đề về mặt địa lý ha, về mặt những cái đường xá như thế này, về địa hình địa thế, thì ngoài ra cũng có những cái câu chuyện tâm linh được người dân truyền miệng với nhau. Và điển hình như Thanh vừa nói là một cái câu chuyện về 14 cái hũ mà được những người công nhân khi mà họ đào đường á, để mà họ thông từ miền Trung vào miền Nam, hay là từ miền Nam ra Trung gì đó, vào thời thuộc địa đó, thì phát hiện ở dưới chân đèo 14 hũ. Và trong đó thì có những cái dấu tích của người Chăm cổ, và người ta cho rằng đó là cái sự trấn yểm ở cái ngôi đèo này, ở cái đoạn đèo này. Mà có thể có nhiều cái giải thuyết đặt ra, là ví dụ như là cái đèo này là một trong những cái khu vực của một cái gia tộc nào đó nổi tiếng, hoặc là một cái thành. Thường á là người ta phân chia cái lãnh thổ á, là bằng những cái ngọn đèo này nè, ngọn đèo hoặc là những ngọn núi với nhau, người ta phân chia lãnh thổ. Và những cái khu vực đèo núi, những cái lúc cái biên giới như vậy á, thì họ có những cái biện pháp trấn yểm. Họ lúc mà có những biện pháp trấn yểm như vậy để giữ cái thành của họ. Thì chính vì những cái trấn yểm đó bắt đầu nó mang những cái yếu tố tâm linh rất là nhiều. Và một đồng trăm, trăm đồng mười như nãy mình nói vậy đó, thì cái câu chuyện bắt đầu người dân biết rất nhiều về cái đèo này. Và càng ngày thì cái đèo này nó trở nên hoang lạnh, và nó cộng thêm những cái câu chuyện như vậy, con người mình nó, khi nhắc tới rù rì nó có sự ám ảnh. Ám ảnh, rất là ám ảnh. Tức là ngày trước là nơi đây là tuyến giao thông huyết mạch, cho nên là xe cộ qua lại rất nhiều. Và càng ngày khi mà càng nhiều những tai nạn xảy ra đó, thì người ta đồn thổi nơi đây là một cái cung đường ma ám, một cái đoạn đèo ma ám. Đặc biệt là ở dưới chân đèo á, chân đèo là ở phía bên kia là sẽ có một cái bãi tha ma. Hay là bên này. Hiện tại bây giờ á là cả hai chân đèo đều là bãi tha ma. Ngày xưa là cái nghĩa trang cũ, nghĩa trang Không Học và nghĩa trang Phật Giáo cũ á, là ngay cái chân đèo phía bên này. Và hiện nay cái nghĩa trang phía bắc của thành phố Nha Trang bây giờ đang chôn á,
nằm ngay cái chân đèo bên này, cực kỳ lớn luôn, là hai nghĩa trang lớn nhất của thành phố Nha Trang bây giờ. À, như vậy là thêm một cái yếu tố nó có phần rùng rợn nữa là ở ngay chân đèo là một cái nghĩa địa và rất là rộng lớn luôn, và cùng với những cái sự tai nạn xảy ra quá nhiều ở nơi đây thì mọi người lại càng đồn thổi nữa. Đúng rồi. Và anh vẫn có một cái thắc mắc nữa nha, đó chính là cái tên đèo, nó cũng có một cái phần gì đó. Hôm nay gió lạnh quá, thật sự là nó rất lạnh, hôm nay quá lạnh, đứng đây lạnh. Anh em mình thì xe đậu ở dưới kia và đi bộ lên đây để chia sẻ về cái cảnh đèo ở nơi đây, nhưng mà xuống xe một cái thì rùng mình. Đèo Rù Rì là một cái tên mà anh rất là tò mò. Rù Rì là như thế nào mà nơi đây là có cái tên như vậy hả Thanh? Rù Rì á, thật sự nó có nhiều cái nghĩa, về tâm linh cũng có mà hiện tại cũng có, nó nhiều cái. Mà thông thường á, người ta hay người dân ở đây hay biết á, là ở đây có một cái loại chim, và cái chim nó ban đêm thì nó kêu cái tiếng thảm thiết á, và người ta không biết đặt tên gì nó, người ta gọi là con chim Rù Rì. Đấy, đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Đó, cái tên thứ hai đó là Rù Rì, từ tại vì cái đèo nó cao vậy nè. Ngày xưa có những cái xe tải chở hàng đi từ Bắc vô Nam, đi ngang cái đoạn đèo này nè, là khi mà leo dốc này mà đâu có chạy nhanh được, nó chạy từ từ mà cái máy ngày xưa nó kêu rù nó đâu. Để bò lên dốc là bắt đầu nó có thêm một cái tiếng là Rù Rì. Và cái đó là cái thứ hai. Còn ở trên đèo này nó có một cái loại cây gọi là cây Rù Rì, một cái loại cũng như một thảo dược chữa bệnh vậy đó, để mấy người ngâm xong này nọ, nó là cái cây Rù Rì. Lạ ha. Rồi về tâm linh thì nhiều người, những người dân ở đoạn đèo này ngày xưa ở đây thì thấy ban đêm nghe tiếng, những cái tiếng nói chuyện với nhau rù rì với nhau á, xong rồi cứ lâu dần thì nó thành cái tên là đèo Rù Rì. Thanh nói thì Nhân mới sực nhớ ra là đúng là anh cũng đã từng nghe những cái câu chuyện về cái tên đèo này, là nhất là về cái loại chim á. Đã từng, khi mà Thanh kể đến đây thì anh đã nhớ là có từng đó ai nói đó anh về cái địa danh đèo Rù Rì, là có một cái loài chim nó không biết là nó kêu cái tiếng rất là thảm thiết vào buổi chiều tối. Đúng rồi. Và nó gù một cái tiếng ở trong cổ họng đó, nó cứ rù rì và nó làm cho người ta nổi da gà. Đứng đây nhìn xuống dưới giật cả mình. Có mấy cái bóng trắng thì ra là mấy con dê. Con dê. Ở đây không biết là có ai nuôi dê hay gì đó, màu trắng nó đang đứng đó, nó đang đi lên kìa. Những người dân ở đây người ta nuôi cái trang trại phía dưới. Anh em mình tiếp tục bước lên trên ha. Và một cái điều rất là không biết gọi đây là gì luôn nữa. Đây cả nhà, đây là ngựa Thanh ơi. Ngựa mấy những rất là nhiều luôn. Đây mọi người quay qua đây cho mọi người xem nữa nè. Wow. Nãy giờ lo nói chuyện đi ở dưới lên mình đâu có để ý. Mình tưởng tượng ở trong cái lăng mộ Tần Tý Hoàng á, những cái tượng đúng rồi. Tượng lính á, mà ở đây thì thấy toàn là tượng ngựa. Ngựa đi ngựa chiến không ạ? Dạ. Tới hàng chắc là cả hàng trăm con phải không Nhanh? Hơn. Vài trăm con á. Đúng là giống lăng mộ Tần Tý Hoàng á chú Tiến ha. Dạ. Rất là nhiều luôn. Ôi mà đủ màu hết trơn nè. Nghĩa có thể cận cảnh máy quay vào cho mọi người xem. Ô, ngựa có con cũng còn mới lắm nha. Nhiều dữ vậy ta. Nhiều, đó quay hết luôn. Rồi đẹp kìa. Hiện tại bây giờ là năm giờ rồi và tụi mình bắt gặp một cái cảnh lúc mặt trời sập tối như thế này. Có cả thần tài không, thần tài ở đây luôn vậy. Wow. Ở đây nha. Hình như có người dân hả? Có người dân. Dạ. Người chè. Dạ không có. Cái đây là cái mẻ hồi xưa à. Nó đĩa rất to rồi xong nó bỏ, xong người ta thấy gì á, người ta đem ngựa lên người ta bỏ. Dạ hả? Dạ. Mỗi người bỏ một con vậy đó hả? Cặp. Cặp hả? Dạ. Ủa như vậy cái mộ đó là của ai hả cô? Của con nít hờ, nó bị hư thai á, nó đem lên đây nè. Là thai nhi. Thai nhi á.
Wow. Lâu chị? Vậy là chắc cũng mấy tháng rồi, gần cái năm rồi á. Dạ. Vậy hả? Mới thôi hả? Dạ. Rồi xong nó lập lên rồi mấy người mới đổ ra chứ. Ủa vậy là trước kia là không có cái này mà mới đây một chưa năm thôi? À, mới đây à? Dạ. Ủa rồi ba mẹ của bé đó có lên đây viếng không cô? À, không biết. Cái đây là của ai nó bỏ cho xong cái người ta biết. Người ta mượn trong giùm á, người ta biết. À. Có hai mộ là không chị? Dạ, có một mộ à. Ủa? À, mộ nhỏ. À, hai mộ đúng không? Hai mộ. Cô là người dân địa phương ở đây à, hả cô? À, chị ở dưới đây nè. Dạ. Rồi đi mọi lên, người đi em con quẻ cho chùa Mỹ Lộ Thiên bị sập đổ hết á, nó mùa lụt hồi nào bữa á. À, tụi em cũng đang trên đường lên viếng chùa. À, nó tuột hết rồi, nó bị hư đường về em lên được chứ mẹ em đi bộ lên. Dạ. Chứ không có đi đường cũ như hồi mấy hôm. Dạ. À, ủa rồi cho em hỏi chút xíu nữa là ở nơi đây á, mọi người ban đầu á là chỉ có hai ngôi mộ thôi, chưa có ngựa. À chưa. Rồi sau đó là người ta thấy người ta đem lên người ta đỡ gửi. À. Gửi á, coi dụ nhà người ta thờ phượng dụ chị thờ chị không. À, chị bán chị đi ngôi nhà khác, chị thờ chị lên chị đây chị gửi ở đây chị bỏ đây nè. Nhưng mà ở nơi đây bà con thờ ngựa là thờ về cái gì hả? Ngựa lẽ dù cái con của mình chết đồ đó là người ta thờ ngựa. Dù con dâm của mình á, dù mình cái con hư thai là mình mới thờ ngựa được, còn không thì thôi chứ đâu có thờ ngựa được đâu. Wow. À. Vậy là hư thai con mình bị mất. À, như chị chắc các con mà chị bị hư thai thì mới thờ được cái con ngựa đây. Là thờ một con hay là một cặp luôn? Một cặp chứ. Con ngựa trắng, con ngựa đỏ hay không? Con ngựa trắng, con ngựa vàng chứ. Và thờ là thờ ở nhà. À thờ cũng như mình đỡ cái bàn trang gì nè. À thờ trang im á mẹ. Dạ. Ừ. Rồi nhưng mà vì sao mà mọi người không thờ ở nhà nữa mà đem lên trên đây chị? Ví dụ mà không thờ ở nhà, dụ người ta tết, người ta thay đổi. Con ngựa mới khác, người ta con ngựa cũ người ta thay, người ta đem lên đây. Cũng giống như là một số nhà người ta bỏ những cái trang thờ thần tài thổ địa. À, ông tài, ví dụ cái ông tài đây thần tài ông lâu. Dạ. Mình làm không ăn không được, rồi mình đi thỉnh cái ông khác kia. À. Rồi mình mới đi gửi cái trang đây. À. Rồi dụ nhiều người á là hẹp chứ là cái trang đây thì người ta thỉnh xin thỉnh giờ người ta xài, người ta làm ăn. Dựng cái người trước làm ăn không được, cái người sau làm ăn được, người ta thấy ông địa cũ người ta thỉnh giờ. À, đỡ này ai muốn thỉnh thì thỉnh cho dễ đúng không? Cũng mình mới ta là đó. À. Tụi em cũng đi đang trên đường đi viếng chùa cho nên ghé chùa Mỹ Lộ Thiên ở đây lên mạng đó. Dạ. À. Và thấy nơi đây ngạc nhiên luôn á. Đúng không? Hầu bữa cắn cá đây, sao giờ cắn cá đây nữa cho hầu lâu là cắn cá đây à? Dạ. Vậy năm ấu thay cho cá đây xây chị không biết chứ còn cái kia là xây lâu rồi. Cái này mới xây. Chắc cũng mới xây á. Dạ. Chắc cũng đây mấy tháng đây á. À. Chị cũng thấy nhiều người lên đây cúng á. Dạ, nơi đây thì có cái câu chuyện gì mà mọi người ý là mấy người lên đây nhiều khi mấy người cầu số cầu ông gì nè. Xin số ha. À, xin số xin đồ á. Đi người ta đi ngang đi qua đi lại người ta thấy tạo người ta qua thắp nhang, tới mua bánh rồi cúng. Mà giờ cũng sập tối rồi chị còn đi dám đi đường này hả? Chị dám cho tối tép giờ đêm 9 giờ đêm chị vẫn về được mẹ. Không có đèn đường gì hết. Không có đèn đường trên đây thì các đèn đường ở dưới đây không có cho mẹ 9 giờ đêm chị vẫn về được mẹ quen mẹ. À, cái bữa tối đi về bữa mùng 1 ai về thấy con trăng vì mẹ nói dài cũng phải bê thuốc nó tới vô cầm chung như nè. Nó bò ngang đi qua nè. Trời ơi. Để cho nó đi sao cho nó đi chứ cái dáng nó đèn xe đây nè sáng á thấy nó bò từ ở dưới đây nó bò quê đường dài rồi cho con mất hồn mất vía luôn hai mẹ con. Làm con vẽ cho chùa cho chị cũng khổ nói chung là chị cũng bê bốn đứa con. Dạ. Mẹ chồng chị mất sớm không hầu con biết chị nó có 2 tháng à mẹ bữa nay nó học lớp 2. Dạ. Mẹ còn hai đứa kia thì nó đem đi học ở trong Sài Gòn. Yeah. Rồi chị lên đây nói chung là chị cũng làm công vẽ cho Mỹ. Yeah. Là ngày nào rảnh thì lên làm công vẽ xây dựng cho Mỹ đó phụ á, phụ được cái gì phụ hồ hay mình đứng cục đá chỉ hay gì có đó. có bao giờ mà chị đến đây chị cúng vái ở đây sao không? Có hả? Ừ. Mình cũng cúng chung vậy thôi. À chị cũng vái vô danh vô vị gì chứ chị cũng đâu có cái gì đâu. Ừ. Phụ hộ cho mình đi qua đây đi lại cũng bình an thôi đúng không? Cái đường đây hồi xưa nói chung im hở, đường đây là gớm lắm. Đường đây là ăn cướp, ăn trộm đủ thứ hết ấy. Mình nhờ thầy thỉnh về chỗ nhà con ấy. Dạ. Chỗ con bé Lê á. Dạ. Xin hả? À, thì giờ mình xin về mình thỉnh về mình xin nhờ thầy xin về đó cho cháu về đó. Rước gì hết vậy? Rước hết gì á? Ở trong kia có cái trang viên chị biết không? Dạ đúng rồi. Trang viên hoa hồng mà chôn bé thầy như em xin về hết. À đúng rồi. Để cháu ở đây như nhà mình đưa bé về luôn không biết được không? Cái mộ hả? Tự mới chôn đây mẹ em hốt cốt mộ nó đi được hay?
cũng phải mấy năm sau chứ, nói chung mà sẽ em hút có mộ nó được. Hay là mình vài năm sau mình lại. Mình có hỏi ý kiến mấy thầy, 3 năm để được. Mấy bé nằm đây thì thực sự là tội cho bé. Tội. À đúng nằm rồi. Nằm ven đường tội. Về kia có nghĩa trang, có bạn bè. Người ta thấy tạo cách đây cũng có thân nhân đồ chứ, xem có mà điều mấy đứa học sinh nữa. Mình bây giờ thí dụ mình anh dù mấy người học sinh, mấy đứa học sinh á, nó không dám che, nói che mẹ nó. Đúng rồi. Rồi cái nó bỏ bồ lông bồ lắc em biết. Bây giờ em nói rồi chị. Cái nó cái tiền nó mới đưa cho người đó gì á đi chôn giùm. Chứ còn thế việc như mà mấy đứa nó mẹ nó gì nó nói che mẹ ai cho thôi vậy em. Bây giờ nó lén cha lén. Nó lén che mẹ nó ở nó hư thai, nó phế nó hư thai nó đem lên này. Cũng có. Nhưng mà bây giờ mình muốn đưa cái cháu này về là mình có cần xin phép ai không? Có chứ, dụ mình lên mình xin phép mình hỏi thăm thử chứ. Về vấn đề tâm linh thì dạ, đúng rồi. Thì mình phải làm rồi nhưng mà xin phép cái người mình hỏi thăm đại diện chừng nào ví dụ mình xin cái cốt đây mình đại diện lên chỗ đây mình hỏi. Ngay chỗ cánh chùa rồi mình hỏi thử bây giờ muốn xin về thăm linh về chỗ đó cha mấy em biết đây nó ở cho nó yên tĩnh. Bây giờ ở ngoài mưa ngoài gió cũng tự em biết nói chung là về nó phù hộ mình chứ không cũng có gì hết em à chứ giờ mình đi ngang đi ngủ mình thấy nó cũng tự chứ về mặt tâm linh mình xin là về mặt là con người hiện tại mà vậy đúng rồi nghĩ mình lên bỏ gì cũng tự nó chứ nó đố nó khác chứ đâu phải gì chuyện rồi, dưỡng đâu rồi. Vậy rồi em cảm ơn chị nha dạ chị đi về đi đón em chị một mình chị cũng nuôi ba đứa con. Dạ, cảm ơn chị nha. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Anh người ta cũng rằm mai bắt đầu rằm mùng 1 đồ nó đem bánh, đem hương đồ nó lên đây nó cúng nhiều chứ. Đồ ăn nước non đồ đầy đủ hết chứ. Đồ có nhiều người lên đây cầu số với tàu luôn. Táo táo á, em xuống á, em thấy nó ngầu cầu số. Cái là cầu số nó là mấy bè trạng đồ đó. Cầu số đây thiếu gì? Hầu hầu đồ nó cho cái ông kia trúng được mấy trăm triệu á. Rồi ông mới xây đây đó. Rồi cảm ơn chị nha. Hầu hầu đồ lẹt á, một cái thùng nhôm nữa. Cái thùng nhôm chắc cái thằng đó nó trúng số. Xong nó kêu thợ tới đóng một cái thùng nhôm. Rồi cái thùng nhôm đó người ta khiêng đâu mất rồi. Mấy thằng xe kia nó rinh trộm nó bén nhôm nhựa rồi. Cái thùng tôm tôn keo lắm. Mè nó cá mấy nhè rồi đầy đủ luôn. Xây trên đây nè. Từ đây dài ra tới đây nè. Mày xem mó rồi cái nó. Thùng nhôm nó để làm cái gì chị? Nhôm thì đỡ chi mét mấy con ngựa rồi đây nè, trời mưa trời gió rồi á, như cái rồi, kiểu cảnh như cái nhà vậy. Nhôm nhựa mất rồi. Rồi cái thùng nhôm rút trong đó sao từ dài xây dài lắm chứ, cái máy đồ dài lắm. Rồi nó xe kia nó rút nó bé. Như vậy thì tụi nhân vừa may mắn được một cô người dân ở nơi đây cho biết những cái câu chuyện về những cái chú ngựa rất là đặc biệt này với lại là cái phần mộ này. Bây giờ mình quay cận vào đây tí xíu. Có một chị nữa đến đây để cái mới chị đó thì cũng mới vừa ghé ở nơi này để bỏ một cái từ để họ đi chắc là bát nhang đó hả chú Tiến? Đúng rồi, bát nhang cũ. Dạ. Và được cũ hồi xưa rồi bây giờ cái này cũng còn tốt lắm nhưng mà đều nó cũ rồi người ta mở dạ. thôi kệ đi người ta vứt rồi thì thôi đi ha. Cái đồ này là tức là cuối năm thì người ta sẽ thay những cái mới mà người ta bỏ ở đây. Và mình quay trở lại với cái nơi này thì thực sự hôm nay tụi nhân rất là bất ngờ, tình cờ tìm hiểu về cái đoạn đèo Rù Rì để dẫn đường lên trên chùa, tìm hiểu về những câu chuyện ở trên chùa mà bây giờ lại gặp một cái cảnh như thế này. Đây đưa máy đây, nhân sẽ quay vào trong. Hình như nhân thấy tên đó là cậu bé ngõ cụt đúng không Thanh? Đúng rồi, cậu bé ngõ cụt mới lập mà. Mình không có để nhìn cụt năm trước cậu bé ngõ cụt lập mộ là 24 tháng 9 âm lịch năm 2020 mới năm ngoái. Ui dạ. Như vậy là chỉ mới có một năm thôi. Hơn một năm một tí thôi. Đây là một cái phần mộ mà như cô khi nãy chia sẻ là phần mộ này đã có trước rồi. Rồi cái sau đó mọi người đem mang ngựa về đây, mọi người bỏ như thế này. Còn phần mộ này thì chắc mới thôi. Mới có ở đây. Có lẽ cũng là bé thai nhi quá. Cũng thai nhi đó. Thì thực sự thì những cái mộ này á thì ngày xưa là không biết là của ai hết.
không biết cha mẹ là ai, mà chỉ thấy đắp một cái mộ, đắp một cái mộ gió đó thôi. À. Đó, rồi không biết là chôn như thế nào ra sao hết, rồi không biết những người nào, một số người tới á, họ thắp nhang đi ngang đây nè, như mình đi ngang lên chùa vậy á, thắp nhang rồi họ cầu nguyện được một cái sự việc gì thành tựu, thì họ quay lại họ thắp nhang rồi họ xây những cái mộ, những ngôi mộ như này nè. Và từ đó thì chắc cũng linh thiêng đó, có những cái cầu nguyện được ấy. Ừ. Họ cho làm ăn rồi họ cho gì đó thì họ lên họ xây họ đắp đền đó. Như vậy Thanh cũng đã từng nghe mọi người nói về cái khu vực này. Thanh cũng nghe một số người dân nói về cái hai cái mộ này. Thực sự không phải cái mộ này lập năm trước, nhưng mà cái người chôn á thì không biết là năm nào. Tại vì không biết của ai, không biết con ai hết, không biết thì chôn năm nào, chỉ biết ở đây là họ đắp đất lên thôi, đắp đất thắp nhang lên thì biết mộ thôi, mà cũng không biết là từ của ai rồi từ thời gian nào. Nhưng mà anh thấy thì bây giờ á là cái phần mộ này cũng xây rất là trang trọng nha, kiên cố rồi. Cũng kiên cố đó, và có cả một cặp rồng. Ở phía ngoài đây cũng có một cặp rồng nè. Đó, rồi cặp cá chép ha. Cá chép. Mấy cái hoa văn này thường anh thấy ở trong chùa là nhiều hơn á. Chùa, đình, miếu. Và ở ngoài sau thì cũng có một cặp ngựa, rồi có hai bắp sen ha. Bé này thì không có thấy để tên. Không có tên tuổi hết, nó cũng bé có kia bị mộ. Thì có một cái tên cũng lạ ha. Cậu bé ngõ cục. Tại vì chắc là không biết tên gì. Và cái đường đây, cái đường ở đây á, giống như hơi cục như nè. Thì họ đặt cái tên, lấy cái tên đường đặt tên chỗ cái người mộ luôn. Có thể là do cái đoạn đèo này đã không còn được sử dụng nữa đó. Đúng rồi. Cho nên là nó đây thành như là một cái ngõ cụt, và mọi người đặt là cậu bé ngõ cụt. Chỉ có một đường vô thôi chứ không có đường ra. Thanh ước tính ở đây có khoảng bao nhiêu con ngựa Thanh? Theo Thanh thấy chắc khoảng tầm 300 con ngựa. Chỉ còn đếm một khúc ngoài đây nha, 2, 4, 6, 8, 10, có một đoạn nhỏ ngoài đây là 10 con rồi. Tầm 300 hơn. Ôi, rất là nhiều người. Mà có nhiều con còn mới lắm nha. Mình nhìn ở đây giống như một cái chuồng ngựa vậy đó. Thực sự nè, có nè. Mọi người xây nè giống như cái chuồng vậy nè. Cái chuồng á, mà trong cái ngựa, có chuồng ngựa. Đây là những con ngựa nguyên vẹn, còn ở phía sau này thì có một số con ngựa mà bị bể rồi, bị mất đầu hoặc là mất đuôi. Cái chị hồi nãy thì đem vào đây thêm một số bát nhang, dĩa, thờ cúng, bỏ. Thì ở người miền Trung á, thì có khi mà có con, những cái thai nhi trong gia đình mà có người thai nhi mất, thì họ lập một bàn thờ riêng, không có thờ chung với gia tiên, họ lập bàn thờ riêng, họ thờ riêng. Và trên cái bàn thờ thì mình hay thấy là cái cặp ngựa. Đó, người ta có nói là những cái người nhỏ mất là kêu trong tâm linh họ gọi là trạng, và họ thờ trạng bằng một cặp ngựa cho trạng đi đó. Thì vì sao mà mình thấy trong một cái số nhà ở miền Trung á, đi vô thấy một cái bàn thờ nhỏ có ngựa trên đó, là những cái bàn thờ những cái người chết nhỏ thai nhi hoặc là mới sinh ra chết, thì mình sẽ thấy được những chú ngựa trên bàn thờ này. Đó, và những cái người đó như nãy cái cô chia sẻ là khi mà một là thay bàn thờ hoặc đổi nhà, hoặc là một số người trong Phật giáo là người ta đem cái vong linh nó đi vô chùa, thì cái bàn thờ người ta dẹp đi đó, rồi những cái đồ đạc trên bàn thờ đó thì đặc biệt là những cái tượng thì họ không dám vứt bỏ lung tung, và họ sẽ thường là một là bỏ chùa nè, hai là kiếm những cái gốc cây, gốc cây đa, cây đề to họ bỏ ngay đó. Và ở đây cũng là một nơi tập kết những cái đồ vật như vậy, thành ra cái số lượng ngựa hiện nay rất là nhiều, lý do là như vậy. Nhiều kinh khủng luôn á, lần đầu mà thấy một cái cảnh mà tượng ngựa nhiều như vậy á. Thậm chí có một ông gì nữa nè, ông này ông thần tài ha. Ông thần tài nữa nè. Thần tài còn út rút mà hả? Mà ông thần tài sao còn cử động được nữa nè? Xài bằng pin rồi. Không. Pin hay là năng lượng mặt trời gì đó. Thành nghe cái tiếng xe đó không Thành? Đó là thắng kít kít đó. Đó.
Ủa ông thần tài này ông còn cử động hoài nè, ông lắc mà. Ông còn cử động hả? Nó bình thường thôi. Ủa hay là do gió ta? Cái này thì hình như cái đầu có gió thì... À, gió. Gió. Gió là cử động à. Tại cái đầu rất là nhẹ. À, bây giờ thì nãy giờ mải mê với cái câu chuyện này là cũng hơn 5 giờ mà trời đang tối dần rồi. Thực sự thì Nhân và Thanh và chú Tiến và bạn Nghĩa ở đây thì đang trên đường lên trên chùa. Là một ngôi chùa, chùa Quan Âm đúng không Thanh? Chùa Quan Âm Lộ Thiên. Chùa Quan Âm Lộ Thiên cũng là một ngôi chùa có rất nhiều những câu chuyện tâm linh. Và thầy trụ trì cũng sẽ chia sẻ rất nhiều những cái sự tích, những cái câu chuyện hay, thú vị về cái khu vực này. Tình cờ thì anh em đang dẫn chuyện từ ở dưới ngọn đèo, ở dưới chân đèo đi lên thì lại bắt gặp cái cảnh này và cũng muốn chia sẻ. Và bây giờ thì trời cũng sụp tối rồi, các anh em sẽ tiếp tục lên trên chùa để viếng chùa. Và mời cả nhà sẽ cùng theo dõi những video tiếp theo nha.